Xuất thân từ mảnh đất Tân Cương thơ mộng, Địch Lệ Nhiệt Ba nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng bởi nhan sắc xinh đẹp, thanh tao khó ai sánh bằng. Từ người mẫu, diễn xuất đến cả MC, dường như Địch Lệ Nhiệt Ba đều luôn tạo được dấu ấn với mỗi vai trò mình đảm nhận. Tuy nhiên, tỷ lệ thuận với nhan sắc xinh đẹp và hoạt động nghệ thuật sôi nổi, đời tư của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng ồn ào không kém. Nếu phải nói về vũ trụ scandal của cô, cho dù có kể 3 ngày 3 đêm cũng không hết chuyện. Có thể nói Địch Lệ Nhiệt Ba là bông hoa hồng có nhiều gai nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ. Khi những phim mà cô đóng hay chương trình thực tế mà cô tham gia, thì các sao nam từng hợp tác với Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không tránh khỏi việc vướng phải những tin đồn hẹn hò. Và gọi cô là mỹ nhân đào hoa bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ cũng không sai, khi xung quanh cô nàng lúc nào cũng xuất hiện những bóng dáng của các chàng mỹ nam cùng loạt tin đồn hẹn hò chưa có đáp án. Hoàng Cảnh Du. Đầu năm 2020, bộ phim ngôn tình hiện đại Hạnh Phúc Trong Tầm Tay đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du đã chính thức lên sóng. Không chỉ thể hiện rất mượt những phân cảnh tình bể tình trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du cũng rất vui vẻ, thân thiết ở hậu trường. Cụ thể, một số hình ảnh do phóng viên ghi lại cho thấy Hoàng Cảnh Du sau khi quay xong đã vào xe của Địch Lệ Nhiệt Ba nghỉ ngơi, trò chuyện khá lâu. Sau đó, cả hai còn cùng về chung cư của nam diễn viên và qua đêm tại đó. Trước tin đồn này, người trong cuộc vẫn nhất quyết giữ im lặng, khiến công chúng càng thêm xôn xao không biết là thật hay giả. Sau đó một thời gian, khi tham gia chương trình Happy Cam, Địch Lệ Nhiệt Ba có đeo một sợi dây chuyền kim cương. Đáng nói Hoàng Cảnh Du cũng có một sợi dây chuyền cùng nhãn hiệu. Khi tra trên website thì đây lại là mẫu dây chuyền đôi dành cho các cặp đôi yêu nhau. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng những hành động này của cả hai chỉ là đang tạo hiệu ứng couple, góp phần tăng thêm nhiệt cho bộ phim Hạnh Phúc Trong Tầm Tay. Đặng Luân. Từng hợp tác với Địch Lệ Nhiệt Ba trong bộ phim Nghìn Lẻ Một Đêm, nhất cử nhất động của cả hai đều được cư dân mạng chú ý, với hy vọng có thể soi ra bằng chứng hẹn hò. Tuy nhiên, sau khi bộ phim kết thúc, cả hai cũng trở nên kín tiếng hơn rất nhiều. Cho đến tháng 4 năm 2020, khi tham gia chương trình Thử Thách Cực Hạn, cả hai đã chủ động diện giày đôi khiến người hâm mộ vô cùng mãn nguyện. Đáng nói hơn là vào thời điểm này, Nghìn Lẻ Một Đêm đã phát sóng từ lâu, nên cả hai cũng không cần phải tạo nhiệt cho phim. Dù biết rõ hành động này có thể khiến tin đồn hẹn hò rộ lên, thế nhưng cả hai vẫn quyết định diện càng khiến công chúng thêm nghi ngờ. Trương Nghệ Hưng. Tin đồn hẹn hò giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Nghệ Hưng bắt đầu xuất hiện từ khi cả hai tham gia chương trình Thử Thách Cực Hạn Mùa Năm. Vốn đều là những ngôi sao 9X, sở hữu visual hoàn hảo cùng lượng fan hâm mộ đông đảo, việc hai người bị ghép đôi để tạo nhiệt cho chương trình cũng là điều khó tránh khỏi. Rất nhiều những hành động tương tác qua lại của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Nghệ Hưng bị cư dân mạng soi ra như thường xuyên đứng cạnh nhau khi ghi hình, cùng mang giày đen trong khi các thành viên đều mang giày trắng. Đồng thời, cựu thành viên EXO cũng rất chiếu cố, quan tâm và giúp đỡ Địch Lệ Nhiệt Ba khi cô lần đầu tiên tham gia chương trình. Đặc biệt, trong một lần vô tình, Trương Nghệ Hưng và Địch Lệ Nhiệt Ba đã dùng chung muỗng ăn với nhau khiến dân mạng dậy sóng. Việc bị sao tác với Trương Nghệ Hưng cũng khiến lượng anti-fan của Địch Lệ Nhiệt Ba tăng lên đáng kể. Nhiều ý kiến cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba đang cố tình mượn tên tuổi của Trương Nghệ Hưng để tăng thêm nhiệt cho mình. Tuy nhiên, cũng có không ít fan hâm mộ đã lên tiếng bênh vực, cho rằng mối quan hệ của cả hai chỉ là đồng nghiệp thân thiết, không hề có chuyện hẹn hò ở đây. Lộc Hàm. Trong sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba, tin đồn hẹn hò ồn ào và cũng gây ra nhiều tranh cãi nhất chắc hẳn là với Lộc Hàm, cựu thành viên của nhóm EXO. Theo đó, cả hai từng cùng tham gia trong chương trình Keep Running, Running Man phiên bản Trung Quốc mùa thứ 5. Cùng sở hữu visual lung linh hoàn hảo, tuổi tác cũng không có quá nhiều chênh lệch. Địch Lệ Nhiệt Ba và Lộc Hàm thường xuyên khiến khán giả phải ôm tim vì những màn tương tác quá đỗi ngọt ngào trong chương trình. Nhờ chiến lược sao tác từ nhà sản xuất chương trình mà lượng fan couple đẩy thuyền Lưu Ba ngày càng đông đảo. Tuy nhiên, bản thân Địch Lệ Nhiệt Ba cũng nhận phải không ít chỉ trích và bị cho là đang lợi dụng tên tuổi của Lộc Hàm để nổi tiếng. Bởi lẽ vào thời điểm này, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn còn là một gương mặt mới của làng giải trí, nhưng Lộc Hàm thì đã trở thành ngôi sao lưu lượng hàng đầu với lượng fan hâm mộ thuộc vào hàng khủng. Chính vì vậy nên Địch Lệ Nhiệt Ba trong mắt fan của Lộc Hàm không khác gì một cái gai gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của thần tượng.
Cho đến khi Lộc Hàm công khai hẹn hò với Quan Hiểu Đồng, lục địa couple của anh và Nhiệt Ba cũng dần dần giải tán. Tuy nhiên, cũng chính vì điều này mà nhiều fan couple của cặp đôi Luba đã cho rằng Lộc Hàm chính là cha nam đang hẹn hò Quan Hiểu Đồng nhưng vẫn tình tứ với Địch Lệ Nhiệt Ba. Vì ra sức bênh vực cho thần tượng trước những chỉ trích, fandom của Lộc Hàm và Địch Lệ Nhiệt Ba cũng ngày càng trở nên căng thẳng, đến nay vẫn cứ như nước với lửa chưa thể giảng hòa. Trần Vĩ Đình. Thời gian đầu khi mới đặt những bước chân đầu tiên trên con đường diễn xuất, Địch Lệ Nhiệt Ba đã vướng tin đồn hẹn hò với Trần Vĩ Đình, nam diễn viên từng hợp tác cùng cô trong bộ phim Cổ Kiếm Kỳ Đàm. Không chỉ tình cảm quá mức khi cùng chụp ảnh cho tạp chí Harper's Bazaar, Địch Lệ Nhiệt Ba còn bị phát hiện đã bí mật tới xem concert của bạn trai tin đồn. Chưa kể, cả hai còn thường xuyên bị soi ra việc diện đồ đôi, khiến tin đồn hẹn hò càng được lan truyền rộng rãi. Trước tin đồn hẹn hò, phía đại diện của Trần Vĩ Đình đã lên tiếng phủ nhận. Về phía Địch Lệ Nhiệt Ba, cô và công ty quản lý vẫn giữ im lặng về vấn đề này. Nếu theo dõi Địch Lệ Nhiệt Ba thì bạn sẽ thấy cô nàng là một người vui vẻ, hoạt bát và hòa đồng. Thế nhưng trong hậu trường, cô nàng lại vướng phải không ít tin đồn về thái độ chảnh chọe, xem thường nhân viên và ekip. Địch Lệ Nhiệt Ba bị tố mắc bệnh ngôi sao. Vào tháng 8 năm 2018, bài viết do một người tự nhận là fan của Địch Lệ Nhiệt Ba và cũng là diễn viên quần chúng đăng tải đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Theo như chia sẻ, sự việc diễn ra tại đoàn làm phim 1001 đêm, người này vì muốn gặp gỡ Địch Lệ Nhiệt Ba nên đã xin làm diễn viên quần chúng. Nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vì không muốn ở gần các diễn viên quần chúng nên đã đuổi mọi người ra ngoài trời gió lạnh, còn mình thì ở trong phòng nghỉ đầy ấm áp. Không chỉ vậy, khi có một diễn viên quần chúng lớn tuổi đến xin chữ ký của Địch Lệ Nhiệt Ba cho con gái, nữ diễn viên không chỉ thẳng thừng cự tuyệt mà còn lớn tiếng mắng, đừng làm phiền chúng tôi làm việc. Vài tháng sau, Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý bởi phát ngôn tự cao của mình. Cụ thể, nữ diễn viên được mời tham dự một sự kiện do Vogue tổ chức với vai trò người dẫn chương trình. Mọi chuyện vốn sẽ không có gì đặc biệt nếu như Địch Lệ Nhiệt Ba không bất ngờ lên tiếng. Có thể lên Vogue đều là những người trẻ tuổi cực kỳ ưu tú, cho nên năm ngoái tôi đã lên bìa Vogue. Chia sẻ này của Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục làm dậy sóng cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng cô đang tự tin thái quá, trong khi nhiều đàn chị khác có thể thành tựu ưu tú hơn nhưng người ta vẫn rất khiêm tốn. Mối quan hệ giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Mịch có thực sự tốt đẹp? Cụ thể, mọi chuyện bắt nguồn từ việc fan của Địch Lệ Nhiệt Ba cho rằng công ty đang bóc lột sức lao động, lợi dụng tài nguyên của Địch Lệ Nhiệt Ba để lăng xê cho các nghệ sĩ mới. Đến đầu năm 2020, mạng xã hội đã xuất hiện không ít nguồn tin khẳng định Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ rời Gia Hành, sau đó đầu quân về Hoa Sách Ảnh Thị, công ty đang quản lý nhiều nghệ sĩ trẻ nổi bật như Ngô Thiến, Hồ Nhất Thiên, Ngô Thư Hân, Trương Vũ Kiếm. Dù chỉ là tin đồn, nhưng rất nhiều fan của Địch Lệ Nhiệt Ba lên tiếng ủng hộ, cho rằng thần tượng nên rời Gia Hành để tìm đến một nơi tốt đẹp hơn là Hoa Sách để phát triển sự nghiệp. Trước những tin đồn, phía Gia Hành đã lên tiếng khẳng định mối quan hệ giữa Nhiệt Ba và công ty vẫn rất tốt đẹp. Đồng thời, Dương Mịch cũng liền có hành động chứng minh tình cảm chị em bằng cách chia sẻ lại bài đăng của Địch Lệ Nhiệt Ba kèm lời nhắn gửi vô cùng thân thiết ngọt ngào. Hành động này của Dương Mịch đã phần nào đánh tan tin đồn xích mích giữa mình và mỹ nữ Tân Cương. Tưởng chừng mọi việc đã được êm xuôi, nhưng đến đầu tháng 9 năm 2020 mới đây lại xuất hiện thêm ồn ào về mối quan hệ giữa hai mỹ nhân. Theo đó, vào ngày sinh nhật của Dương Mịch 12 tháng 9, Địch Lệ Nhiệt Ba đã đăng Weibo chúc mừng đàn chị. Tuy nhiên, không hiểu vô tình hay cố ý, mà cô nàng lại chọn ngay meme do anti-fan làm để cà khịa Thái Tử Khôn. Nhận thấy sự nghiêm trọng trong hành động của mình, Địch Lệ Nhiệt Ba đã lên tiếng xin lỗi nam ca sĩ. Tuy nhiên, mọi chuyện vốn không dừng lại dễ dàng, cái tên Địch Lệ Nhiệt Ba lại đang chiếm giữ hot search chứ không phải nhân vật chính của ngày hôm đó. Điều này đã khiến fan của Dương Mịch vô cùng tức giận, cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba đã chi tiền ra mua từ khóa để chiếm giữ hot search nhằm dìm hàng đàn chị. Dù chỉ là những suy đoán của cư dân mạng, nhưng điều này cũng khiến không ít người đã phải đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Mịch có thực sự còn tốt đẹp hay không. Liên tục tẩy trắng sau những ồn ào. Mặc dù sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ, nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vốn không được đánh giá cao về diễn xuất. Vì vậy nên việc cô nàng có thể vượt qua Dương Tử để được trao giải thị hậu khiến nhiều người vô cùng bất bình. Đặc biệt, bộ phim giúp Nhiệt Ba nhận được giải thưởng danh giá này chính là Lý Huệ Chân Xinh Đẹp, vốn chỉ đạt 4,6 điểm Duban.
Điều này khiến nhiều người đặt ra nghi vấn, phải chăng Địch Lệ Nhiệt Ba đã dùng tiền để mua giải nhằm tăng thêm danh tiếng cho bản thân mình hay không? Động trời hơn, Địch Lệ Nhiệt Ba còn bị Trác Vĩ, người đứng đầu tập đoàn Phong Hành Studio, tố đã dùng quy tắc ngầm để thăng tiến. Nhưng vì đây chỉ là những chia sẻ đơn phương từ Trác Vĩ, không có bằng chứng cụ thể, nên cư dân mạng vẫn bán tin bán nghi. Trước một làn sóng chỉ trích quá lớn, Địch Lệ Nhiệt Ba đã phải tạm thời ở ẩn một thời gian để chờ mọi chuyện lắng xuống. Trong khoảng thời gian này, cô tạm dừng việc đóng phim để tham gia các chương trình tổng nghệ, thử sức với vai trò MC, xây dựng lại hình ảnh. Tuy nhiên, mọi chuyện có vẻ vẫn không mấy thuận lợi với Địch Lệ Nhiệt Ba. Trong show Thanh Lâm Kỳ Cảnh, ban đầu Địch Lệ Nhiệt Ba gây ấn tượng rất tốt với khả năng tiếng Anh của mình. Nhưng chính vì thể hiện quá tốt, nên về sau, người đẹp bị chỉ trích là đang cố vượt mặt các tiền bối để giành giải nhất. Cuối cùng, nữ diễn viên đành phải xin rút khỏi đêm chung kết để tránh gây thêm ồn ào rắc rối. Sau nhiều năm chăm chỉ hoạt động nghệ thuật cùng với những vai diễn đa dạng, thì danh tiếng của Địch Lệ Nhiệt Ba càng ngày càng tăng cao thấy rõ. Có thể nói Địch Lệ Nhiệt Ba là ngôi sao chính nổi trội nhất, có thể gánh cả gia hành chỉ sau Dương Mịch. Thế nhưng, sau khi trở thành nữ thần Kim Ưng, thì sự nghiệp của cô nàng lại luôn gắn liền với hàng loạt thị phi và tai tiếng. Các bạn đang xem video trên VGT, đừng quên nhấn nút like, share và đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé!